có một cái lặng mờ thấy không, một lặng sáng mờ á, ghế lặng sáng lớn á, rồi chắc con nữa được không, sáng vô xíu nữa thôi, trên cầu á mà thẳng sáng nguy cơ rớt rất cao à, thẳng cho nó non lại chút xíu. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng và khởi hành xanh lam trước. Cứ giữ điều ra, đừng có đặt thêm, cứ giữ im một ngày vậy đó. Rồi, nhìn vô gương rồi á, còn cách khoảng 1 mét là cắt nó chọn lên, nó thắng là vừa. Thắng. Rồi, thôi con nha. Rung nhẹ thôi, rồi ra lên. Xe này rất là mới, nhưng mà rất là mạnh, thấy không? Mở rung nhẹ là đủ rồi. Bài thi qua về bánh xe, đường vòng cung cấp. Đi lên này luôn, đi lên trong luôn, tại vì mình đợi như thế này là mình sẽ quá tổng thời gian, thấy không? Từ từ sát vô, cho miếng cản nó nằm trong lề trước, hiểu không? Để một chút mình lấy cái đầu mình ra là cái phần đuôi xe mình nó sát vô, nó cặp xong trong. Rồi giờ lấy ra được rồi đó, chậm lại nè. Rồi giờ canh cho miếng cản á nằm nó sát không hơi, đè rồi lấy ra chút.